chào các bạn nha. Đây, mình không có chọn như thế này. Ở trong bộ bài thì có 4 mắt. À, thì bây giờ mình chỉ có 2 con thôi. Và 2 con còn lại mình sẽ tìm một nào. Rồi, xin các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ chạy bộ bài lên nè. Thế nè, sao nha. Thế nè, sao nha. Rồi, để xuống nè. Kinh như này. Rồi, bây giờ mình đếm nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. À, mình có thể là mình cắt như thế này luôn. Đó, mình gọi nó lên đây. Đó. Tiếp theo mình cũng vẫn đếm nè. Đếm đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hoặc là mình không đếm được mình cắt như thế này. Đó, gọi đây. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy bài ra như thế này. Thì bạn thấy ở đây có một ánh lạc và ở đây có một ánh lạc. Sẽ tìm hai ánh còn lại. Và ngã đài nó sẽ nằm gần hai con ánh này. Rồi, sau đây thầy sẽ hướng dẫn về cái cách mà hai con ánh đang tìm hai con ánh còn. Rồi, thì chúng ta biểu diễn với một khán giả nào đó thì chúng ta phải chuẩn bị cho thầy 4 ánh như thế này. Và chúng ta đặt một cái ánh ở dưới đáy và một ánh đỏ ở trên như thế này. Đây. Rồi chúng ta đặt hai lát này trên và bắt đầu chúng ta biểu diễn với một khán giả thì mình sẽ cho khán giả xem hai mặt đen này và chúng ta nhắm nhói là chúng ta có thể dùng hai mặt đen này tìm hai mặt đỏ để cho họ xem. Rồi thì bây giờ của bài bình thường thì chúng ta chạy bài lên chạy bài lên như thế này. Rồi thì anh em thấy chúng ta chạy lông sống rồi không? Giờ chúng ta xào rồi xào rất lông sống không? Rồi chúng ta để xuống cho khán giả kinh. Tại vì khán giả không phải là người trong nghề, chính vì thế mà đặt xuống thì khán giả kinh nghe. Và chúng ta làm cái này chúng ta phải biết làm dấu dương như anh em kinh như thế này. Chúng ta đặt lên đây thì con ánh đỏ nó vẫn còn ở vị trí đầu và một con ánh đỏ nó vẫn còn ở vị trí cuối. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đếm chúng ta đếm 1, 2, 3, 4, 5 gì đó. Khi khán giả kêu dừng thì chúng ta dừng, hoặc là chúng ta yêu cầu cắt một vài lá gì đặt lên dừng luôn. Xong rồi chúng ta đèn ánh đèn ở đây thì chúng ta chọc lên thì con ánh đỏ này nó sẽ nằm lên ánh đen. Chúng ta đã có một cặp mắt. Tiếp theo chúng ta đếm 1, 2, 3, 4, 5 khán giả chịu dừng hoặc là cắt chọc này lên như thế này. Rồi chúng ta để lên đây thì chúng ta dùng con ánh này cũng đặt lên đây. Đó. Rồi thì nó đã có hai cặp ánh gần với nhau, ánh đen và đỏ. Rồi chúng ta chạy bài ra như thế này thì anh em thấy hai con ánh đen là đó, thì hai con ánh đỏ nó sẽ nằm gặp hai con đen và từ phải sang trái và từ phải sang trái. Rồi đây cặp này đây là một con ánh đỏ nè nha. Đây nữa, đây cũng là con đỏ. Đây đem đây rất đơn giản. Rồi thì rất cảm ơn anh em đã xem video. Nếu thấy video này hay quá thì hãy cho hãy xin một like, một share và subscribe cho kênh Thái nha. Rồi xin chào tất cả anh em.